Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình nhận được em đây có thành phố ở Bình Thuận và đã gửi ra cho mình. Và em nó bảo là em nó chắc là trên vùng cao hay sao ấy, bảo là quên tình trạng là có Sony là em quên mật khẩu và có nhắn tin cho mình. Và hôm nay gửi ra đây để nhờ mình mở khóa hộ cho em nó. Mở khóa hình như là em ấy đi phá khóa. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Xem bị khóa kiểu gì các bạn nhé. Đây mình vừa nhận khỏi tay xong. Và bây giờ mình sẽ bóc ra xem là bên trong là chiếc Sony gì nhé. Để rất cẩn thận. Để hộp cho hộp có chắc là không có hộp gì. Nó bảo gửi cho mình Sony nhưng mình chưa biết là Sony gì. À đây ạ các bạn, đây là con Sony. Con này là Sony X1. Ultra X1 cộng sao không có biết sao. Ultra XA một Bluetooth đây này. Đúng rồi, con này một Bluetooth. Và mình sẽ khởi nguồn lên xem là của em nó tình trạng là bị khóa cái gì nhá, xem còn pin không. À còn pin các bạn nhé. Máy nó khá to nhá. Máy rất to nhá. Đây, một Sony rất to. Ultra XA. Nhưng mà con này con giọng Bluetooth này. Con này Bluetooth các bạn nhé. Đây có em nó gửi ra bảo là em bị khóa, chỉ có nghịch khóa thôi mà không ai không mở được. Ở trong đấy thì lại không có khóa điện thoại. Và đã gửi cho mình đấy nhá. Một thành viên đây là thành viên ở trên kênh của mình nhé. Và này, à em nó thì chắc là không biết nghịch, chắc là nghịch reset máy hay sao ấy. Chắc là reset lại máy hay sao ấy. Mình thấy nó đang bị thấy chứ chào mừng như này là chắc là mình dễ là khóa tài khoản Google lắm. Hình như người ta ví dụ chắc là hay chắc là em nó nghịch, chắc là reset lại máy này, chắc là dịch tài khoản Google. Mình sẽ tiếp xem cho các bạn xem như nào nhé. Mình sẽ chọn bắt đầu này, mình chọn chấp nhận này, mình chọn bỏ qua này, thiết lập như mới này. Và mình sẽ kết nối wifi của nhà mình luôn nhé. Đây là wifi của nhà mình nhé. Mật khẩu của mình là em không biết. Ok, mình kết nối xem là vào trong có phải khóa Google không các bạn. Em nó bảo không thể nào bỏ được. Đã kết nối rồi mà sao. À, quay lại phát nữa. Kiểm tra cập nhật. Đấy, à và vâng, và xác minh tài khoản. Tài khoản của bạn này, sử dụng tài khoản Go của bạn đấy. À chắc em nó lại vọc vạch ở đây ạ. Vọc vạch mình vào máy đã khóa tài khoản rồi. Đấy, khá rất đẹp rồi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ hôm nay thì mình sẽ active vào đây rồi thì mình sẽ làm luôn cho các bạn xem nhé. Mình sẽ mở khóa luôn cho các bạn xem. Tiện thể đây có nhiều con có thể là mình không làm được luôn được. Nhưng mà nhiều con thì mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Như dòng Oppo biết thì các bạn thì mình không thể làm luôn được. Đây, và mình sẽ kích vào đây. Đây mình sẽ làm mở luôn cho các bạn xem nhé. Mình sẽ chọn tất cả cũng không có gì, sao chép không có gì. Và mình sẽ kích ra thì mình sẽ kích vào từ tìm ra cái chấm này. Mình kích ba cái chấm này xem này, ba cái chấm này thì ba cái chấm này thì kích vào cái khác rồi. Mình kích vào cái này xem này. Đấy. Mình sẽ kích vào cái phần này. Mình kích vào là chia sẻ Visit nhé. Chọn Visit. Chọn vào chia sẻ Messenger. Mình chọn kích vào chỉ một lần. Mình sẽ hủy cái này đi. Mình sẽ chọn vào ở đây, cái nó ở đây. Mình sẽ kích cái này đi. Dạ. Mình sẽ kích đi từ trong vô.
Đây này, ở đây thì mình thấy ở trên này thì mình đã thấy mấy gửi lần để kêu đi rồi. Hình như đây phải lắp sim vào. À, đây chưa có sim. Nhưng mà mình thấy trên này thì lại kỳ lạ, hay chỗ mình thấy trên này đã thấy chữ youtube.com rồi. Mình thì click vào xem. À. Vâng. Và mình đã vào được YouTube rồi. Rất là hên xui chứ. Ui. À. Đấy. Rất hên xui các bạn nha. Sau mình click trên đến đây thì lại rất ngon. Đây. Các bạn điều chỉnh cách bảo mật này. Cận click vào đây. Cải PNZone. Bbat. Mình sẽ tải mấy file, chọn trang đầu tiên. Thì mình sẽ chọn cái file Apex Dancer này. Mình chỉ cho phép tải xuống này. Xong mình tải Android 8 này. Mình sẽ tải xuống này. Mình sẽ tải nốt cái Android 6 này để xem là 6 hay là 8. Mình tải file BSDK này. Mình sẽ cúp tải xuống trong Adventure ở chỗ nằm chỗ này. Tải xuống này. Đấy. Mình đã tải mất nhất nhiều Apex Adventure này. Sẽ kích cài đặt này. Hình như trong đấy họ cũng mở rồi hay sao, nhưng mà không được hay sao ấy. Mình sẽ mở đấy. Vậy nhưng mình đã hack vào trong. Nhưng mà như thế này thì chưa dùng được các bạn đấy nhé. Mình sẽ vào cài đặt xem, kiểm tra xem là dùng Android mấy nhé. Không phải đặt nằm chỗ đâu. Được. Mình xem máy sẽ dùng Android mới nhé. Hỗ trợ này. Hệ thống này. Nè, phần mềm cập nhật là 8.0 nhé. 8.0 như này là đơn giản. Tải xuống nằm chỗ này. Này, mình sẽ vào start đi. Đây này, mình sẽ cài cho Android 8 này, mình sẽ cài đặt. Xong. Và mình sẽ cài đặt cái 6 thì không được. Mình cứ cài nó cả cái 6 đi. À, cũng xong. Mình cài file BBAT ROM này. Đây, BBAT ZF. Đây. RF BBAT nhé, mình kích vào mở. Vâng, như vậy mình đã là vào được phần nhập mật khẩu này, thì mình kích vào cái ba chấm này, mình chỉ kích cho nó đang diệt, nhập trình diệt này, mình kích OK. OK thì mình sẽ nhập đến bước như này thì mình sẽ nhập cái tài khoản mail của mình vào nhé các bạn, thế nhé. Chín này, x 01 a cộng g ma y l chuẩn con. Ố. Chuẩn con. Và mình sẽ nhập mật khẩu mình là 1410 và mình sẽ đăng nhập. Đăng nhập nó sẽ gửi cái mã xác minh từ cái số điện thoại của mình chứ. Alo. Alo, à? À, alo, alo. Em nhận được hàng nhiều con rồi, nhưng mà bây giờ không phạm nữa. Con máy gì anh nhở? G2 à? Vâng. Anh thử cái sạc khác xem nào, vội vô lý đấy nhở? Sạc khác không được. Sao lại không được nhở? Thế đợi đợi đấy một tí em gọi lại, em đang sờ dở một tí xong em gọi lại luôn nhé. Vâng. Ok. Đây, nó sẽ gửi mã xác minh tới cái... Không biết là tin nhắn nó nằm ở đâu rồi. Đây, mình sẽ nhập là... Tin nhắn là mật khẩu 937 937 274 và xong. Mình sẽ click vào gửi lại đi.
mình sẽ quay lại đi. Mình sẽ quay lại đi. Mình sẽ nhập lại mail nhé. Đấy. Đây là bây giờ mình sẽ nhập 540 này. 346 này, xong. Đây. Đấy, như vậy mình đã nhập xong rồi, bây giờ mình sẽ khởi động lại máy nhé. Khởi động lại máy. Đấy. Bây giờ mình sẽ khởi động lại Soli của cái ga xe này. Bây giờ xe đã ok chưa? Tại các bạn kia mà anh chờ anh về đây. Chỗ tại dưới. Nó bây giờ lúc nãy anh xịt mẹ cái vòi hơi vào rồi mới mất mic và loa rè lắm. Ok. Tạm biệt cho anh nhá. Chiều mật khẩu anh là gì? Anh có mật khẩu không? À, không phải mật khẩu đâu, em chỉ cần bấm như này là cả ra rồi. Cái gì của mẹ đấy, ghét cái quảng cáo thôi. Chẳng hạn em tắt đi này nhá. Nghĩa như nào? Đây. Em thấy này số 7 này là ra. Ok nhá. Mất rồi, mít là hỏng hẳn rồi. Còn cái loa của anh rè lắm. Em kiểm tra cho anh hết. Vệ sinh để xếp cho anh trong đấy nhá. Rồi, đây rồi. Đây rồi, mình khởi động lại rồi mình sẽ edit nhá. Mình chọn chấp nhận. Bỏ qua. Thiết lập như anh mới. Như vậy là mình đã bỏ qua tài khoản Google thành công, vẫn bỏ qua có khác. Không phải bây giờ bỏ qua. Làm mở khóa này các bạn nhớ lắp SIM vào cho mình nhé. Lắp SIM để gửi tin nhắn nhé. Lắp SIM vào cái này để gửi tin nhắn. Lúc ở chỗ youtube.com ấy thì các bạn gửi tin nhắn nó dễ, còn không gửi thì youtube.com các bạn không thể vào đâu. Đó, hoàn tất. Và hoàn thành. Chọn màn hình chính này. Luôn chọn này. Vâng, và bây giờ mình đã. Đấy, mình đã hack thành công rồi đấy. Đấy. Chỉ với gần 10 phút mình đã hack thành công tài khoản Google đấy. Android 8.0 nhé. Đấy. Cứ vọc vạch các bạn, chịu khó vọc vạch là nó ra hết mà. Nó không như iPhone đấy. Và thì các bạn đấy, và mình bây giờ thì mình đã vọc vạch thành công và mình sẽ tí lát mình gói hàng mình gửi đi cho em nó. Và các bạn nếu thấy kênh mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.